Chúng ta cùng nhau luyện tập một mẫu câu nữa sử dụng thể ý chí trong tiếng Nhật. 来月, 自分の会社を作ろうと思っています. Tháng sau, tôi định sẽ mở công ty riêng của mình. Cấu trúc về ようと思っています. Ví nghĩa, định làm. Mẫu câu này dùng khi người nói muốn truyền đạt ý định hoặc kế hoạch của mình cho người nghe. Giải thích. Omoimasu và omotteimasu đều có thể sử dụng trong cấu trúc này. Nếu ta dùng omoimasu, ta có thể hiểu người nói đưa ra ý định, kế hoạch của mình trong lúc trò chuyện. Omotteimasu dùng khi người nói đã có ý định, kế hoạch từ trước đó. Shōrai, jibun no kaisha wo tsukuro to omotteimasu. Trong tương lai, tôi định mở công ty của riêng mình. 外国で働こうと思っています. Tôi định sẽ làm việc ở nước ngoài.